Thì hôm nay cháu cũng được Lực giới thiệu nhiều, xem kênh của Lực nhiều và thấy em Lực là xuống ghi hình nhà ông nhiều ấy. Thì hôm nay cháu có dịp lên đây thì cháu cũng có một ít quà. Em xin chào quý ông bà, cô chú và anh chị trên kênh Bản Em. Thưa quý ông bà, cô chú và anh chị, thì hôm nay cháu Nghiêm có dịp lên chỗ em được chơi và được em được dẫn xuống nhà của hai ông cháu Mạnh Sò, quý ông bà. Thì hôm nay cháu xuống thì cũng lấy ra thì cũng không biết mua gì, mua cho hai ông cháu một thùng mì tôm thôi quý ông bà. Cháu được xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Và một ngày mới thì chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực rất là vui mừng khi mà được đón anh Nghiêm là đi cùng cháu Lực xuống với nhà của hai ông cháu một chút cô bác. Đấy, đến đoạn này thì là anh em mình không thể đi xe máy được nữa rồi anh ạ. Đến đây là phải đi bộ rồi đúng không? Đến đây là anh em mình phải đi bộ rồi. Thời gian vừa rồi thì là như các bác có theo dõi được là những thức phim hay là những tin tức của các anh chị tu vi khác người ta đưa lên đấy, rằng là ở trên vùng cao hiện tại thì đang ảnh hưởng một cái cơn vâng, một cái cơn báo rất là lớn. Xe thì anh em mình để đây luôn anh ạ. Xe để đây thôi. Bây giờ lấy qua không. Bây giờ đi qua thì một tí nữa lên lại khó quá. Cái chỗ sạt này thì là ở gần chỗ nhà anh phòng anh thợ làm nhà đấy cô bác ạ. Có vẻ như là sạt từ tít cả trên kia xuống đây. Rất là nguy hiểm. May là cái lán của anh là còn chưa có bị sạt xuống. Mà hôm nay là phải tạm dừng lại cái công việc. Thế là khi mà em làm nhà cho hai ông cháu ấy thì là vật liệu là vận chuyển là đi bằng con đường này hả em? Vật liệu là đi bằng con đường này ạ. Con đường này là dùng xe máy để mà chở xuống thôi. Ôi. Thế thì để làm được ngôi nhà cho hai ông cháu thì rất là vất vả em nhỉ. Vâng. Từ trên này đi xuống cái kia là cả công thợ làm nhà nữa thì là người ta lại lấy 60 triệu. Chuyển vật liệu với cả là công làm. Vâng. Là lấy 60 triệu thôi. Vâng. Thế thì cũng giá cả là cũng hợp lý em nhỉ. Bởi vì là anh thấy là cung đường từ trên kia xuống đến đây thì mình đi xe không đã thấy sợ rồi. Bố đi đâu rồi? Hả? Bố đâu? Bố đi làm nữa. Bố làm từ đâu rồi? Bố làm từ đâu? Làm nương á? Thế là cầm dao đi cho bố à? Không. Thế mấy bạn nhỏ đi đâu về đấy? Mấy bạn thanh niên đi đâu về đấy? Đi sáng về. Hả? Đi làm về à? Thế bây giờ anh em mình tiếp tục đi thôi anh nhỉ? Từ đây đi xuống dưới nhà hai ông cháu còn xa không em? Từ đây đi xa chắc độ tầm là đi bộ tầm rất là tầm 20 phút anh ạ. Đi bộ 20 phút nữa. Vâng. Cái đường này thì là chỉ trừ khi là hôm nào là trời nắng thì mới lai được vật liệu xuống. Còn là nếu mà trời mưa như thời gian này thì là cũng bó tay thôi. Đúng rồi. Thế cũng phải nói là khi mà được các bác mạnh thường quân tin tưởng ấy, thì là các bác gửi một tấm lòng vàng về để cho anh em mình thực hiện chương trình ấy, thì là trời mưa như này thì là phải tạm gác lại là một thời gian. Nhưng mà nếu mà ở gần đường thì có thể là dễ dàng hơn một chút. Đúng rồi. Trên kia hiện tại là cô bác nhìn thấy là sương mù rất là dày đặc này. Trước anh cũng được theo dõi những thước phim của em chia sẻ thì cũng thấy là em đi tìm mua đất cho nhà hai ông cháu ở gần mặt đường nhưng mà rất là khó khăn đúng không? Vâng. Bởi vì là đất ở trên này thì giá rất là cao mà kinh phí của nhà hai ông cháu thì lại ít nhỉ. Vâng, lại hạn hẹp không, không? Nếu mà bây giờ để mà mua đất ấy, thì mua đất xong là có thể kè xong mọi cái ấy, nhưng mà không đủ tiền để mà làm nhà nữa anh ạ. Anh em mình đi xuống nơi này đi. Đi xuống nơi này. Anh xuống trước. Đúng rồi, bởi vì là bây giờ nếu mà đất ở gần mặt đường thì mỗi ô để làm được một ngôi nhà chắc cũng phải tầm 50-60 triệu đấy đúng không? Vâng. Nếu còn là chỗ rẻ đấy nhỉ? Dạ, cái chỗ này em vừa chỉ anh ấy là người ta đòi là 60 triệu. 60 triệu. Là dốc hơn cả của chỗ nhà của em Quân bên anh chị Quyền Yển đấy. Thế thì sau khi làm ở chỗ đấy thì làm nhà thì không thể làm nhà cấp 4 được rồi đúng không? Vâng. Lại phải xây kè lên từ dưới lên nữa thì kinh phí đâu ra cho đủ đúng không? Vâng. Với cả là
Nhà ông ở tận đây thì chắc là ruộng nương nhà ông cũng ở đây thôi chứ đúng không? Ruộng nương nhà ông anh? Ừ. Ruộng nương nhà ông thì là cũng đều nằm ở đây hết anh ạ. Đúng rồi. Cũng có một số khán giả cô bác nói rằng là nên đi ra ngoài kiếm đất ấy, thực sự ra thì nếu mà để như ông ấy, thì là buôn bán ấy, thì rất là khó đối với ông. Đúng rồi. Bây giờ còn phải cạnh tranh đủ thứ nữa. Nhiều khi là mình thấy bảo là làm mặt đường xong là mở một cái cửa hàng tạp hóa để buôn bán, nhưng mà thực sự là nó không dễ như mình nghĩ đâu. Vâng. Khi mà mình buôn bán ở đấy, thứ nhất là cái độ tính toán hai ông cháu thì anh nghĩ là chắc là còn vẫn còn chậm ấy. Vâng. Cái thứ hai thì độ cạnh tranh, người ta đã làm lâu năm ở đấy rồi ấy. Vâng. Thì bây giờ mình vào làm nhỏ thì cũng không cạnh tranh được với người ta, mà mình làm cửa hàng tạp hóa lớn lớn một chút thì lại không có kinh phí, đúng không? Vâng. Đây thì là có vẻ như là hôm nay là nhà của anh thợ. Thợ kế toán là đang cấy sao không? Anh em đi đường kia anh ạ. Đó. Đi đường này. Mọi khi là nếu mà trời nắng thì là đi xe ra đường kia đấy, nhưng mà hôm nay là nó sạt quá nên là anh em mình không đi được nữa. Đúng rồi. Ở đây trên này là bà con là đang vào mùa vụ cấy đấy nhỉ. Vâng. Ở dưới khu của anh ở bên kia thì đã cấy xong hết chưa anh? Chỗ anh thì cấy hết rồi, nhưng mà anh thấy là ở đây bà con ở đây là mạ rất là cao, nhưng mà không thấy cắt cái phần ngọn đi nhỉ. Vâng, đây cũng nếu mà rồi. Anh em mình đi đường này thôi anh ạ. Ờ bà đâm nào đó bà. Ờ đâm nào mấy tầm mắt. Đây là ờ bà, đây là các nhà các bác là còn cấy bằng thủ công thôi, còn là chấm phân với lại là phân đạm thôi. Ba. Chưa quá. Này nó cả một tát tái học ấy chứ khinh ấy chứ dao chọ. À. Ờ. Ờ phải tát tái học. Từ đây nhá. Vừa rồi thì anh góp ý cho bà bảo là cắt cái phần ngọn đi ấy. Wow. Để cho cây mạ nó phát triển tốt hơn, sau này dễ nó sẽ đâm vào sâu hơn các thứ. Nhà bà bảo là ở đây là cấy là không cắt ngọn. Không ngọn đúng không? Hôm nào anh lên hộ nhà Trúc Nhôi đấy. Vâng. Trúc Nhôi một cô đấy, hộ cấy thì cũng khuyên bà con ở đấy là cắt cái phần ngọn đi, nhưng mà bà con bảo kệ để đấy thôi. Ở đây là cứ cấy như thế suốt rồi ấy. Không nghe theo đâu. Vâng. Anh phải sắn quần cao cao lên một chút anh, đoạn này là đoạn trơn đó. Đa số thì các hoàn cảnh ở trên vùng cao mình ấy thì đường đi đều là rất là khó khăn nhỉ. Vâng anh. Nên là khi mà làm nhà hay là mang những phần quà đến đi đường anh ạ. Đấy, đó. Đi đường xuống. À. Hôm mà anh em mình đi khung thì là còn đi dễ dàng hơn, còn hôm nào mà nếu mà nhận được những phần quà của các bác thì là còn đi khó hơn một chút đấy. Đúng rồi. Nhưng mà anh em mình làm thiện nguyện thế này thì được các bác tin tưởng gửi quà cho, thì mặc dù là con đường như thế nào thì anh em mình cũng đều là đi hết. Đúng rồi. Nhưng mà anh thấy con đường đi khó thế mà nhiều hôm mình thấy anh vẫn thấy em bác gạo đi. Vâng. Vác gạo với cả những phần quà đi ấy, rất là vất vả. Giờ thì đi độ tầm là 10 phút là đến rồi anh ạ. À, vẫn còn đi tầm 10 phút nữa. Vâng. Một quãng đường. Hầu như là nhà hai ông cháu là nằm xong, nằm ở tít là dưới hủ luôn rồi. À. Bây giờ thì có lẽ là đi ra bên kia thì sẽ ghi hình sâu của bác ạ. Đường đi càng lúc xuống là càng trơn. Đưa bên này anh ơi. Đưa bên này thôi. Ôi, khá là xa đây lượt nhỉ. Vâng, đi được tầm một cây không anh? Lúc đầu em bảo gần thì anh cũng tưởng là khá là gần, nhưng mà đi mãi vẫn chưa thấy đến. Anh nhà là nằm ở tít dưới kia, chỗ mà đang chơi bật xanh xanh nhỉ. Tít dưới kia nữa? Vâng. Ôi. Cái chỗ trước mặt của anh là chỗ mà gọi là em để tập kết vật liệu đây anh ạ. À, đây là mình tập kết vật liệu đây đúng không? Vâng. Bây giờ vật liệu mình đã chuyển được vào được một nửa cho em. Vật liệu bây giờ thì gạch thì là vào hết rồi. À. Còn là những cái xi này kia thì là em chưa dám lấy vào anh ạ, xi ấy. Đây là cái lán để xe anh ạ.
Lán để xe. Lán để xe của nhà hàng xóm dưới kia. Đây là máy anh thợ là thiết kế là tời từ trên này, từ đây đi xuống ấy luôn. Đúng rồi, nếu mà xuống cái chỗ búi tre kia anh ạ. Thiết kế cái này xuống thì đỡ được bao nhiêu nhỉ? Ui. Nhưng mà bây giờ không dùng cách bằng tời này thì phải nói là vận chuyển từ đây mà đi xuống cái kia thì là... Nhưng mà cái này phải có cái móc nào đấy chứ? Có anh, có cái, mấy cái móc thì như là mấy em thợ là tháo đi cất hay sao rồi. Nhưng mà khi mà móc đi xuống dưới kia thì lại có người cầm từ dưới kia lên hay có dây kéo lên? Có dây kéo lên. À. Đấy. Anh tưởng lại có là người có cầm lên con thì... con lăn nó nằm ở trên cái sợi dây thép này anh ạ. À có con lăn đấy gì? Vâng, lăn đi, tít tận đi xuống... dưới cái chỗ ông bác đang làm thử ruộng nha. À, thế là bây giờ mình xuống ra đường này đúng không? Vâng anh. Anh cảm nhận thế là cái cung đường đi xuống nhà hai ông cháu thì như thế nào anh? Phải nói là bằng một từ là rất là khó khăn. Đường đi nhà hai ông cháu thì anh cũng cảm thấy là rất là nể phục em về cái sự nhiệt tình của em. Khi mà những cung đường đi lại khó khăn như thế nhưng mà em vẫn có thể là xuống chia sẻ cũng như bây giờ là đã chia sẻ và giúp gia đình hai ông cháu có được một ngôi nhà, chuẩn bị làm một ngôi nhà. Một tin rất là mừng. Ủa, nhưng mà cái chỗ này thì xe máy thì chắc không dám đi rồi nhỉ? Xe máy là không lẽ vào được rồi anh ạ. Chỗ này mà không cẩn thận là nếu mà chở đồ gì lăn thì tít thì xuống cái kia luôn đấy. Đúng rồi. À thế là nhà ở gần khe suối này luôn rồi. Nhà là gần khe suối dưới kia luôn anh. Ui. Lúc mà nước suối về mạnh ấy, là còn sợ là bé Mạnh ấy. Bé Mạnh ra đây chơi. Đúng rồi. Nhưng mùa mà là may là bé Mạnh cũng ngoan anh ạ. Bảo gì là nghe đấy. Mùa này thì không thể chủ quan được, lúc nào cũng phải dặn các bạn nhỏ ấy. Các bạn nhỏ thì kiểu như mình thế mà, hồi nhỏ mình mà thấy nước ấy, thấy dòng nước mình cũng hay vào nghịch. Vừa rồi con nuôi nhồi ấy, nhồi con nuôi của anh ấy, em biết không? Có anh. Là cũng đi nghịch cái dòng nước ở khe ấy, xong là khi mà nước lũ về là suýt bị cuốn đi đấy. Đây là chỗ nhà của hai ông cháu rồi đúng không em? Vâng anh, đây là nhà của hai ông cháu rồi. À. Ui. Như là này, hai ông cháu có ở nhà không? Để kia, trước mặt kia đúng không? Cái nhà này anh ạ. Đó. Nhà thì trước kia thì là một cái, trước kia là hai ông cháu đã có một ngôi nhà ở cái chỗ thế đất mà ở dưới này này. À. Thế đất này đấy, nhưng mà đợt đấy là đào nền xong rồi. Hiện tại là hai ông cháu không ở nhà nhỉ? Vâng. Chả biết là đi đâu rồi. Thì có lẽ có vẻ là cái thời vụ vừa rồi của bác là hai ông cháu được cô chú sang phương là hỗ trợ về cái phần giống phân bón, cho nên là năm nay là có thể là lúa ông là được tốt hơn rồi. Ở đây thì nếm sơ sơ qua là cũng được độ là mười mấy bao rồi. Nhưng mà cái này quạt xong chắc chỉ còn được một nửa, gần một nửa, hơn một nửa tí nhỉ? Vâng. Không biết là ra bên này xem là hai ông cháu bên này không? À đây là hai ông cháu đúng không? Vâng, đây là hai ông cháu rồi anh ạ. À. Nào Mạnh. Quay tay chào con các bác ấy nào. Chào ông các bà. Rồi, con chào bác đi, quay ra bên này. Con chào bác đi. Con chào bác. Con tên gì? Mạnh. Con tên cái gì Mạnh nhỉ? Xin Đức Mạnh. Xin Đức Mạnh. Mạnh năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 5 tuổi. 5 tuổi á? Ừ. Ôi giời ơi, 5 tuổi mà. Đúng rồi. Bé này là mẹ đi đâu em? Mẹ là bỏ đi lấy chồng mới rồi. À. Còn bố thì hiện tại là đang đi Campuchia anh ạ. Không biết là tin tức là như thế nào nữa. Đợt trước thì nghe phong phanh là một chút nhưng mà bây giờ thì không nghe nữa rồi. Ông là nghe được tiếng phổ thông đúng không? Ông là có. Ông cháu xin giới thiệu chút, cháu tên là Nghiêm. Là anh em làm cùng với chỗ Lực. Thì hôm cháu cũng được Lực giới thiệu nhiều, xem kênh của Lực nhiều. Và thấy em Lực là xuống ghi hình nhà ông nhiều ấy. Thì hôm nay cháu có dịp lên đây thì cháu cũng có một ít quà là gửi đến nhà mình.
Dạ. Chú à? Dạ vâng. Xin nha. Vâng. Nào mạnh nè. Mày có ăn thạch không? Để ăn thạch đi cho. Nào, cầm cái này nè. Mày là thích ăn thạch thôi nhờ. À mạnh là thích ăn thạch thôi đúng không? Nào. Xin bác. Khoanh tay con xin bác. Rồi giỏi quá. Thế là Mạnh có đi học không? Mạnh là có anh ạ. Sang năm sau thì là vào lớp 1. Vào lớp 1 là học ở xã à? Học ở trên xã anh ạ. Nhà bây giờ là đang học ở đâu? Bây giờ là đang học ở thôn. Thôn là từ đây lên là xa không? Cái chỗ mà nãy em chỉ anh bảo là cái miếng đất mà 60 triệu hôm trước ấy. Ui, lên tận trên đấy. Tận trên đấy đấy. Thế là sáng tự đi bộ lên trên đấy có được ăn ở tại trường không ông? Đây ông ăn thành nào. Ăn ngay thì được. À, có nghĩa là sáng đi là tối phải về à? Ừ, không nộp vào, nộp tiền cho cô giáo. À, những người nấu cho ăn. Nếu mà nộp gạo, nộp tiền thì mới được ăn đúng không? Vâng. Là ăn là đến thứ hai, đến thứ sáu mới về hay là ăn được ăn mỗi buổi trưa xong rồi tối lại phải về? Mới về rồi, sáng mới đi. À. Làm ăn một ngày không về, cái thứ sáu là không ăn. Thế là... buổi sáng là ông dậy từ 5 giờ con ăn để mà đưa Mạnh đi học. Rồi, thế là ông đưa đi xong là chiều lại lên đón. Chiều Mạnh là khách tự về, cùng bạn à, về. Chiều khách tự về. Mấy năm kia thì đưa đi đón về. Vâng, một quãng đường rất là xa. Con lên dốc. Phải nói là rất là nể phục Mạnh khi mà anh nhìn thấy quãng đường mà đấy hai em mình xuống. Đấy là cái cung đường của bé Mạnh là đi học. Đấy để mà đi đánh đổi học với con chứ thì phải nói là... Đi, nào ôi tay có sạch không? Tay con có sạch không? Tay con có sạch không? Ông gửi mà chào đấy các ông các bà nào. Tôi các bác chào các bác các chị nhá. Hôm nay ông đi hộ nhà Quyết để cái à? Vâng. Thế là vừa rồi là về tranh thủ là về nhà thấy cháu xuống là với lại tranh thủ về nhà là phơi thóc của ông. Vâng. Cái thóc của nhà ông thì đã thu hoạch hết chưa? Còn một tí dưới này chưa thu được. Còn một tí dưới à? Thế kia thì độ tầm mấy ngày không? Đó. Thế kia độ tầm mấy ngày thì hết? Cái một người thì 2 ngày đi. Một người là 2 ngày à? Vâng. Qua mới ra được thử này rồi. Vâng. Tí là trời mưa. Không thế, thế là ông, theo ông là so ông là vụ này với lại vụ năm trước của ông thì vụ nào được giá hơn? Vụ nào được nhiều bao hơn? Nhiều hơn nhưng mà đây là mấy bao là của chú rồi nó à. Được về nó gửi. À thế là mấy bao này là của chú là gửi thôi à? Vâng. À thế này anh em mình cứ tưởng của nhà ông hết. Bây giờ là... trời mưa không lấy được nó lại. Hẹp ở đây và có không lắp được và từ cái cung đường kia đi xuống thì là bị sạt lở nhiều quá thì là hai ông cháu đã thông cảm cho cháu thêm một thời gian nữa để mà sửa xong đường mọi cái thì lúc đấy thì cháu tiếp tục là lấy vật liệu vào ông nhé. Vâng. Hiện tại thì mặc dù là trời nắng rồi đấy nhưng mà vẫn phải là đường tất cả mọi cái nó khô lắm. Vâng. cháu cũng rất là muốn là làm cho hai ông cháu là ngôi nhà của hai ông cháu là sớm nhất có thể. Sớm nhất có thể nhưng mà do là thời tiết không ủng hộ hai ông cháu mình ông ạ. Hôm nay là trời mưa cho vâng. Nhiều hơn. Thế là cả Mạnh cũng đi hộ nhà Quyết à ông? Vâng. Thế là Mạnh là đi hộ nhà Quyết làm gì nào? Chơi thôi nhỉ. Hả? Đi hộ chơi thôi à? Thế chân tay thì bị ngứa hay sao hay nào? Bị ngứa à? Ồ cái này là bị cái cây lúa cắt trúng này. Vâng. Đấy, hôm nay thì có anh Nghiêm là anh ấy ra thứ nhất là cùng cháu xuống và thứ hai là thăm gia đình, thăm là ông với lại Mạnh luôn. Vâng. Ông bây giờ ông đang chuẩn bị phơi thóc à? Vâng. Thế thì ông để cháu với lại anh ông Nghiêm, đi căng bạt đi xong để cháu ấy hộ luôn. Thế thì phơi hai bao ngày trước rồi. Hai bao này. Hai bao này không? Không có ướt. À. Cái chỗ này mấy mà mưa quá đấy là hôm nọ là cháu dặn ông ấy thì là ông dùng cái bạt kia để mà che ông nhá. Vâng. Sợ tránh trường hợp là cái kia nó làm được phải là đấy đá về kề dưới mới được rồi. Bữa nay bây giờ đầu đất đi đúng mưa nó lại trôi đi. Vâng. Thế cái chỗ này bây giờ dùng để đường nó qua bên này không được hả ông? Qua nó đường mà. Qua chỗ con đèn gì hả? Cũng được rồi. Thế nhưng đi. Mà phải đầu thớp một tí. Đầu thớp à? Đầu thớp thì chắc lấy đá kề ở dưới phải vào lớp. Chỗ đấy là vẫn phải kè rồi ông ạ. Không biết thử. Đất này thì đất này thì cũng chả tránh khỏi rồi. Nên nó trên làm ruộng có nước nó chìm xuống. Vâng. Thế là mấy bao này là mấy bao là của nhà chú không? Vâng.
máy bao là của nhà chú ấy. Bao này đi. Từ từ đây đi à? Và thế là bao này phải. Thế là vừa rồi cháu với lại anh em chú này cứ tưởng là hai bao này là của nhà ông hết. À, tất cả chỗ này là của nhà ông hết, đâu không phải. Ông đi căng bạt đi ông. Đã bạt của ông đây. Là phê ở sân này luôn chứ? Thế được rồi, anh đi xuống dưới kia nhé, xong rồi em thả đây xuống cho anh nhé. Vâng. Đỡ ở đấy thôi. Để ông căng hết xong bạt. Cuốn tôi rồi. Đây thì cắt này thì hiện tại là cũng gọi là lấy đâu đó là tầm độ 10 khối rồi anh ạ. À. Nhưng mà mấy trận mưa to vừa rồi mà đất này vẫn không bị sạt lở là chứng tỏ là đất này cũng khá chắc chắn em nhỉ. Nó là ông ấy làm cái thủ đô những đây có thì lửa xuống nước tràn đây đây hết mà. Vâng. Ấy, thế mà nước tràn từ kia xuống mà, cái này không thể làm sao không nhỉ? Nhưng mà con này bị mới một tí xong là cũng thấy giờ. Cái này thì đó là đất mượn của nó thì không thể được. Không ạ. Vâng. Như một tháng nó. Xong không phải không? Cái này không cần trông đâu mà. Không phải trông à? Nhưng mà sợ chó nó bới không? Chắc chó không bới, nhưng mà ở đây có gà không? Đúng rồi, này. Gà có anh ạ. Nè, nè, có anh nào ông đó. Ê, ông để cháu nhé cháu. Ông chắc là cũng có tuổi rồi, bê những cái này nặng là sợ đau lưng đấy. Nào, ông để con bốc thôi. Ông đi suối mốt đêm đá về để mà kè, nó chắc chắn hơn. Thế bây giờ thì kinh phí thì hiện tại là chỉ đủ làm nhà thôi, còn kè thì là chưa có đủ, cho nên là cái phần này thì sẽ để ông sau này sẽ tự làm. Có cây cào không ông nhỉ? Có cây cào đấy. Ông lấy cây cào về cào để nó giải đều ra đấy. Hai ông cháu được ở thì cũng không cần làm một cái nhà quá rộng đâu em nhỉ. Vâng. Anh nghĩ là làm một cái nhà vừa vừa thôi. Có cái phòng ngủ với cả cái kho. Bây giờ là như ở chỗ mà mấy anh em mình đang đứng ấy, thì là em sẽ làm hai cái phòng ngủ. À, hai phòng ngủ à? Vâng, còn ở bên kia thì em sẽ làm cái phòng khách. Đây còn bếp thì đợt này là em sẽ không làm ở trong nhà nữa. Đúng rồi. Bếp thì em sẽ chuyển ra phía bên ngoài, tận dụng lại những cái tấm ván gỗ mà em đi xẻ về ấy. À. Thì những tấm ván là làm cốt pha đấy, để mà đóng cho ông là một cái bếp cũng như là một cái kho luôn. Đúng rồi, anh cũng đang định nói nếu mà bởi vì ở trên vùng cao ấy cũng có lúa thóc với cả nhiều vật dụng nên là nếu mà làm được thì làm cho ông một cái kho nữa thì mấy nhà mới gọn gàng được. Vâng. Chứ không có kho thì khi mà dựng xong cái nhà là mọi thứ chất vào trong ngôi nhà ấy. Thì nhìn ngôi nhà nó rất là chật chội với cả không được gọn gàng ấy. Vâng. Hôm nay đi xuống thì thời tiết gọi là khá là oi đấy. Nhưng mà phải nói thật là ở chỗ nhà của ông này anh ạ, thời tiết lúc nào cũng oi hơn. Ở trên chỗ mà anh em mình xuống thì lại mát hơn. Thế hiện tại là hai ông cháu là tối là ngủ ở đây. Tối là ngủ ở đây, nếu mà hôm nào trời mưa to quá thì sợ cây nó đổ ấy, thì là hai ông cháu là chạy ra phía bên này để ngủ. Thật sự là rất là nóng luôn. Nóng. Nóng thế mà hai ông cháu là vẫn ở trong một cái túp liều như thế. Ngày trước là có cái nhà ở đây hả em? Trước là có cái nhà ở chính cái chỗ mà em đào nền này anh ạ. À. Đấy, nhưng mà đào nền ấy thì là em cũng bảo là dự tính là đào trước đi. Đấy, đào trước để cho nó xem là đúng rồi, để nó mưa như thế nào á. Để khi mà trời mưa thì mình xem là đất nó có được chắc chắn không ấy. Đấy. Sợ là mình vừa đào cái xong mình làm nhà thì
khi mà dựng xong ngôi nhà đất nó có chuyện đất nó bị sạt lở hay như nào thì lúc đấy là mất bao nhiêu công sức với cả bao nhiêu tiền của. Khi mà quý ông bà đã tin tưởng gửi gắm những khoản tiền đến để cho mình xây nhà thì mình tính toán như thế cũng rất là hợp lý. Anh thấy em tính toán thế là rất là hay. Còn gọi là chỗ đất của nhà ông thì có mỗi ở bên kia là nó bị ảnh hưởng, bị sạt một chút thôi anh ạ. Đấy, không thấy bị... Cái này thì nó cũng không đáng kể bởi vì là tả ly này nó cũng không cao mấy đây. Nó bị sạt ở cạnh này một tí thì vẫn mấy nữa mình sửa lại mình san cho nó thoải một tí. Chứ không đào thẳng đâu. Mình đào thẳng là nó dễ bị sạt lắm, mình cứ làm cho nó thoải ra một tí là anh nghĩ là nó sẽ không bị ấy. Khi mà làm nhà xong thì kè một chút đâu nhỉ? Kè một chút để cho nó chắc chắn hơn. Thế là lúa nhà ông thì ở dưới kia còn mấy thửa nữa không nhỉ? Thế là cũng sắp hết rồi đấy. Nhưng mà nếu mà một mình ông gạt thì là phải đâm độ 2 ngày đấy ông nhỉ? Thôi 2 bao rồi không? Với 2 bao rồi nếu mà... Nhưng mà bây giờ có thì ông tranh thủ là phơi luôn đi ông. Bây giờ nếu mà có chỗ còn... Sợ phơi nhiều là tí mưa một mình ông không thu kịp ấy, hình như là ông nghĩ thế. Mạnh là lần đầu gặp anh hình như là vẫn còn hơi nhút nhát đi lực nhỉ? Hay là mọi khi là Mạnh vẫn ít nói như thế? Hả? Mạnh có sợ bác không? Không á? Thế thấy bác này chả thấy nói chuyện gì? Ăn thạch đi. Mạnh ăn thạch đi. Nơi để bác cho. Cái móc này Mạnh. Quay ra đi. Đấy. Áo này là hôm nọ là mới lấy xuống cho Mạnh đúng không? Áo này là hôm nọ là bác Quang là gửi xuống. Thế áo này là con gì đây Mạnh? Con gì đây? Siêu nhân à? Siêu nhân đây là người nhện. Có đẹp không? Này. Đấy, bác lại cho thạch kìa. Con xin bác đi. Rồi, giỏi lắm. một đỏ làm một đỏ. Ở đây thì là cũng có một cái bóng điện năng lượng mặt trời. Ở nhà ông này là còn không có điện đâu anh ạ. Ở đây không có điện à? Đây là không có điện. Vừa rồi là cái chỗ mà dây để mà tời kia đấy là em đang dùng nhờ. Đấy dùng nhờ thì bây giờ là đang bảo ông là cho ông đi làm giấy tờ để mà mình nữa kéo điện. Nếu mà kéo điện từ trên kia xuống thì đi qua ruộng người ta thì có được không? Người mình ta có cho qua đi không? Theo cái dây điện của người ta xuống. À, vẫn có nhà kéo xuống rồi. Vẫn có nhà xuống. Ở trên kia thì đường kia thì có gọi là như là người ta có dây điện người ta xuống sẵn rồi đấy. Ta mình chỉ cần mắc theo là được rồi. Nếu mà người ta cho mắc theo như thế thì tốt quá. Như nhà ông gì ấy vừa rồi anh với anh Khương xuống là kéo điện các thứ ấy. Nhưng mà khi mà kéo điện, mua hết dây điện rồi làm xong rồi kéo điện thì cũng bảo người ta không cho kéo qua ruộng nhà người ta nhé. Thế là người ta không cho kéo à? Đúng rồi. Ôi, đừng làm thế tí, cái môn nó dài ra hết nha Mạnh nhá. Làm gì đấy? Mạnh hút cái này vào. Mạnh là hôm nọ là lên ngủ với em được mấy hôm đấy anh ạ. À, lên trên kia ở với em à? Vâng, ông bảo là chưa từng là hôm nào đi ngủ với ai không nhỉ? Nhưng mà lên chỗ em thì chắc là có nhiều đồ chơi quá, thích. Thế bây giờ thì em cũng đang một mình thì đang bận đấy, thành ra là để cho Mạnh là xuống ở với ông. Thì bây giờ... ông thì ở với Mạnh là lâu rồi, chứ để mà ông xa Mạnh lâu quá thì ông cũng nhớ. Có hôm là ông còn phải đi từ trên đây đi xuống để gặp Mạnh. Thế cái bóng năng lượng này chắc cũng em mua xuống cho ông ấy đúng không? Năng lượng mặt trời thì trước em mua xuống. Cái này đến tối sáng không ông? Đúng. Cái này là ngắt được đúng không lực? Được anh, có điều khiển. Ở bên ngoài thì cũng có một bóng anh ạ, bên ngoài đấy. Đúng rồi. Bên ngoài thì cũng chơi một bóng, nhưng mà mấy đứa nếu mà làm nhà xong thì em sẽ chuyển đi chỗ khác thôi, bóng này. Để trước cửa nhà nhỉ? Vâng. Trước cửa nhà thì rất là sáng. Đúng rồi. Sau này dùng một cái bóng này, sau này nếu mà mua thêm một cái bóng thì là đủ sáng thoải mái đấy ông ạ. Thế ông làm bây giờ là chuẩn bị lên trên lại tiếp tục là hộ nhà quyết ạ? À? Thế thì công việc hôm nay thì cũng chưa có gì thay đổi đâu các bác ạ. Đấy, xuống để mà cập nhật cái tiến độ cũng như là đường xá này, xem là nhà hai ông cháu hiện tại là như thế nào cho các bác là cũng biết. Chứ để mà đường xá thì đang hỏng mà cháu Lực không có ghi hình thì sợ rằng là các bác lại nghĩ là cháu Lực là lười, cháu Lực không có xuống làm đấy các bác. Nhưng mà rất là mong các cô bác anh chị thông cảm các bác nhé.
Đấy, còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi, chắc là anh em mình cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi anh ạ. Để cho ông tiếp tục là đi hộ hộ nhà Quyết ở trên kia. Thì hôm nay cháu cũng đến thăm hai ông cháu, thì cháu cũng không có quà gì, gọi là xuống thăm ông cũng mong ông là giữ gìn sức khỏe để còn chăm lo cho bé Mạnh ông nhá. Vâng, còn bây giờ chắc là con cũng xin phép là cùng em Lực di chuyển đi về. Vâng. Còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là chúng tôi cũng xin được là chia sẻ đến các bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu Nghiêm xin chào quý ông bà, cô chú và anh chị trên kênh Em Lực Bản Em ạ. Chào các em các chị nhá. Nào, con chào các ông các bà đi. Con chào tạm biệt các ông các bà. Rồi, giỏi thế nhỉ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.